Thật ra để mà nói các bạn ạ thì truyền thuyết đô thị nó nhiều một cách kinh khủng khiếp và khó có thể biết được rằng cái nào là thật, cái nào là giả. Nhưng mà một khi một truyền thuyết đã nổi lên trên cả đài truyền hình rồi được biết đến qua nhiều thế hệ và có cả những đoạn băng ghi lại thì có nhiều khả năng đấy là thật. Ít nhất thì đấy là những gì mà GVM nói. Thật luôn. Thật. Hôm nay mình và GM sẽ cùng tìm hiểu về một truyền thuyết đô thị của Đài Loan, về một cô bé mặc áo đỏ nó cực kỳ nổi tiếng qua rất là nhiều năm rồi. Thì bọn mình sẽ là hai phe đối lập, mình là người luôn luôn muốn chứng minh những cái thứ bí ẩn, những cái thứ ma quái nó là sai, trong khi đó GM lại ngược lại và bọn mình sẽ cùng đưa ra dẫn chứng để cho thấy tại sao là đúng, tại sao là sai và các bạn ý kiến thế nào. Hãy để lại comment phía dưới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào tìm hiểu và đầu tiên sẽ là cái cốt truyện của truyền thuyết này. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh đến từ Đài Loan. Ok, bây giờ GM với tư cách là một nhân chứng đến từ Nhật Bản để chứng minh về câu chuyện ở Đài Loan, GM xin được phép kể cho các bạn về cái câu chuyện kinh dị này nhé. Trước hết thì là có một đoạn băng đã được ghi lại vào tháng 3 năm 1998 ở Đài Loan. Ghi lại cảnh một gia đình đang leo núi ở một khu du lịch tên là Đại Khanh. Thì sau cái chuyến đi này, một người trong gia đình bất ngờ qua đời. Thì để tưởng nhớ cho người này thì mọi người trong gia đình cùng nhau xem lại cái đoạn cuốn băng ấy và nhận ra rằng là khuôn mặt của cái người trong gia đình đã mất đấy đã có một cái sự thay đổi, và cả nhóm người đã bị một bé gái mặc áo đỏ đi theo sau mà không một ai hay biết cả. Thì cô gái này có một cái dáng đi rất là bất thường và khuôn mặt thì xanh xao, nhợt nhạt. Không lâu sau đó, một thành viên khác trong gia đình lại tiếp tục qua đời nữa. Thế là những người trong gia đình tin rằng là họ đang bị nguyền rủa bởi một thế lực kỳ bí nào đó, nên họ đã thử gửi đoạn băng này cho một chương trình truyền hình nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Cái ban đầu À, thì đây là cái đoạn mà tức là được công chúng, được công chiếu chứ công chúng mà nó có đoạn này đúng không? Tức là sau đúng khi gửi lên mới được công chiếu đúng không? rồi đúng Ok. rồi. À, thì ban đầu nhà sản xuất tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa thôi, nhưng mà khi đoạn băng đã được công chiếu thì họ nhận ra rằng có những cái báo cáo của những người xem khác rằng họ cũng từng thấy cô gái áo đỏ và đều gặp phải những cơn ác mộng kinh khủng sau đó. Không ai biết cô gái áo đỏ này là ai hay là thứ gì. Ok. Thì theo qua những cái gì mà mình tìm hiểu về cái cô gái áo đỏ ấy, thì truyền thuyết của người Đài Loan cho rằng là cô gái áo đỏ này là một trong 5 loại ma thần tử mà những cái người nước khác thì thường gọi chung là yêu tinh, và đây một loại yêu tinh núi. Và gần như năm nào kể từ cái thời điểm mà có cái vụ việc đấy xảy ra và nổi lên ấy, thì năm nào cũng có những cái báo cáo về cái hiện tượng xảy ra ở vùng núi này. Ví dụ như là những cái hiện tượng về những cái người già đi không vững, họ đến cái vùng núi này trong một chuyến du lịch và sau đó bằng cái cách kỳ bí nào đó họ biến mất không rõ tung tích, nhưng mà rồi họ lại được tìm thấy ở một cái khu vực rất là sâu ở trong cái khu vực núi này, những khu vực sâu và hiểm đến nỗi mà những người trẻ khỏe cũng không thể đến được. Khi mà người ta tìm được ấy thì những người già này đang đều ở cái sức khỏe rất là yếu rồi và họ cũng không nhớ được là họ tới đây bằng cách nào. Trong miệng họ lúc đó thì lại đặc biệt lại toàn côn trùng, sỏi đá và đôi khi có cả phân động vật nữa. Họ còn bị ảo giác cho rằng là những cái đồ ăn họ đang ăn ấy, những cái côn trùng đấy là những đồ ăn rất là ngon như kiểu là đùi gà, cơm hay là rượu. Và ngoài ra thì cũng có những nhiều nạn nhân đến bây giờ là vẫn chưa thể tìm thấy. Và đấy là cái bí ẩn mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm kiếm cái điều khác biệt của cái bí ẩn này so với những cái bí ẩn mà những cái câu chuyện ma khác ấy. Đó là thực sự là có các đoạn băng quay lại cảnh này rồi. Và theo những cái cảnh báo của một số người bạn Đài Loan của mình ấy, là thật sự mình cũng không nên xem cái đoạn băng này, và những bạn nào mà không muốn có thể bỏ qua đoạn băng này, tại vì là người ta nói rằng là xem đoạn băng này có khả năng là cái thế lực quỷ dữ trong đoạn băng này nó mạnh đến nỗi mà ám cả người thông qua đoạn băng, tức là nó cũng có một, nó tiềm ẩn một số cái rủi ro đấy các bạn ạ. Bây giờ mình với GM sẽ cùng xem qua thử cái đoạn băng này và sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những dẫn chứng để cho thấy xem đây là thật hay đây là giả. Đây là một cái thứ rất là thú vị, lần đầu tiên mà thấy một cái truyền thuyết đô thị mà có cả băng quay lại như này. Ok, chúng ta cùng nhau xem nhé, cùng nhau phân tích tình hình nhé. Thì đây là một cái đoạn video được đăng tải lên vào ngày 23 tháng 10 năm 2006 bởi một tài khoản tên là Kizuru. Đây là cái đoạn băng được cắt lại chính từ cái đoạn băng gốc của cái đài truyền hình mà đã phát sóng lên cho người ta xem ấy các bạn. À, vì cái đoạn băng này rất là cũ rồi, nó xảy ra vào cách đây hơn 20 năm, tức là vào năm 1998 rồi. Nên là cái chất lượng video đấy nó rất là thấp. Các bạn xem thì có thể để ý được, vẫn để ý được những cái chủ thể rõ ràng.
nhưng mà nó sẽ khá là thấp so với tiêu chuẩn hiện đại. Nào bây giờ cùng xem thử đi. Ok. Bạn đăng tiêu đề là A Terrible Girl in Red, tức là cô gái kiểu quái quỷ mặc đồ đỏ vậy. Tức là trong ngọn băng này là có người, cái đoàn này họ đang đi này, và các bạn để ý đằng sau này đấy, đây là cái cô gái áo đỏ mà họ đang nhìn thấy, họ đang nói này Đúng đấy. Cái đoàn đang đi là cái đoàn đang ở trước, họ đang quay một cái như kiểu là cái chuyến du lịch của họ thôi. Trong khi đó thì cô gái áo đỏ xuất hiện đằng sau rất là kỳ dị. Đây là đoạn băng gốc. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ, bây giờ là hãy nghe ý kiến của GMM về cái đoạn băng này và để xem GMM lấy cái luận điểm gì mà cho rằng nó có thật. Ok ông ạ, tôi vừa mới tìm được một cái đoạn clip mà có vẻ nó mượt hơn đoạn khi nãy ông ạ. Khi nãy trên YouTube có vẻ chất lượng nó không tốt cho lắm, nó hơi bị đứt một tí. Thì tôi đã tìm được một cái đoạn nó êm hơn. Tôi sẽ cho ông theo dõi về cái sự di chuyển của cái con bé mặc áo đỏ này ở trong cái clip đó nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước hết thì nhìn cái cách di chuyển của nó có vẻ hơi, nó hơi giống như đi chân bên này sạng ở bên kia, ông có để ý như vậy không? Ông có để ý Gần không? gần nhảy chân sáo ấy. Tức là nó không đi giống như chân người bình thường. Để nhìn kỹ lại này, mỗi một chân nó lại đó, nó kiểu nó sạng 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 cái chân ra hai bên, ông thấy không? Nó đi sạng hai chân ra này này, tức là cái dáng người rất là không bình thường. Ngoài ra Ok. nữa thì về cái khuôn mặt của con nhỏ này rất rất khác thường mà. Ông theo dõi qua cái phần tôi đã cắt ra từ hình ảnh này nhá. Đây, ông có thể nhìn thấy là đây là một người trong trong đoàn, đây là khuôn mặt của một người trong đoàn, mặc dù bị cái tay người khác chi mà chúng ta vẫn thấy được đa phần khuôn mặt của một người trong đoàn và cái mặt của đứa bé này. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái ông chú này nè, cái màu da cũng khá giống với cái màu da tay của một người khác ở đây, tức là họ cùng một màu da nhưng mà con nhỏ này, ông có thể nhìn thấy màu da của nó giống như nó chìm vào bên trong cảnh vật này, nó màu xanh, nó chìm vào cây xanh ở phía sau này. Đúng, cái đấy đúng. Nó chìm vào, đồng thời con mắt nó quá sâu, mắt rất là sâu, mắt Thật sâu, ra về sâu này thì mắt nó cái đen, nó đen, nó đen sâu hơn bình thường. Tôi không nhìn thấy miệng, tôi không thấy miệng của con nhỏ này. Nào, có cảm giác vậy không? Tôi sẽ zoom to hơn nữa nhé. Ok, rồi. Đấy, mặc dù tay tay của con nhỏ này vẫn còn màu, đây là cái tay, cái bàn tay là vẫn có cái màu giống như màu da của những người này này. Tay thì vẫn giống màu da nhưng mà khuôn mặt nó thì đen đen mờ mờ đi, chìm vào trong cái cảnh vật này, đáng sợ Căng nhà sợ nhỉ. Tôi cũng hốt đấy. nhỉ. Tôi chưa còn chưa tìm ra được chứng cứ thì nó là giả mà tôi thấy kinh Sợ, sợ. vãi. Chưa đâu chưa đâu, tôi vẫn còn chứng cứ nữa ông ạ. Chúng ta cùng nhau xem qua cái đoạn clip sau và tôi đã tìm được về cái chứng cứ mà cho rằng nó là thật sự, chúng ta cùng nhau xem nhé. Rồi, đây là một cái video tư liệu mà một cái tư liệu của Đài Loan về cái vụ việc mà đứa bé áo đỏ này xuất hiện trên khu rừng ấy. Thì Vừa cái mới clip nói hôm này qua, là tức là sao? vừa mới nói hôm qua là sẽ tìm hiểu về cái này, hôm nay GM có hẳn video tư liệu chứng minh nó Với có tư thật. liệu mà tư liệu bằng tiếng Đọa Trung nhau Quốc, tư liệu bằng tiếng Trung Quốc cùng với rất là nhiều thời gian trên Google Translate của tôi cũng đã dịch được cho ông qua bản tiếng Việt, nên là tôi với ông sẽ cùng nhau có thể hiểu được họ nói cái gì, phân tích cái gì về cái này nhá. Chúng ta bắt đầu. đây là cái gì đấy? Tức là ông cảm thấy giống như là cái răng nanh, một cái người đàn ông nhe răng nanh ra. Nhưng mà người này là ai? Người này là ai? Tôi không biết, chúng ta sẽ xem thử tư liệu và sau họ bảo là có mọc răng nanh ra. Ông có thấy quen với cái tình tiết mà khi nãy trong câu chuyện bảo rằng khuôn mặt của một người đã mất gia đình này bị biến đổi không? Đấy. Còn đây, đây là đứa bé xuất hiện. Rồi nhìn là họ đang đi trong cái khu rừng trông có vẻ hiểm trở. Kiểu đang cười đùa với nhau ấy. Khu này có trông nó khá hoang dã không? Thật sự là nó sợ. Thật sự là Thế sao người ta che cái mặt kia nhở? Đây là người đã mất rồi đúng không? có lẽ là như vậy, cũng không phải, hoặc là những người người ta không muốn lộ trên truyền hình đấy. Như vậy đây là cả gia đình. À đây chứ, cứ đặt ở đấy này. Đây đúng đây đấy, Đúng là mặt gì hơn thật. đúng dị rất là nhiều nha. Đây đây, tôi sẽ mở lại cho ông. Ờ Màu mặt của họ thực sự khác nhau, mà mặt của họ thực sự khác nhau. lạ nhỉ, mặc dù là trong cái cảnh quay này, ông thử tua lại một chút xem nào, Tôi ngược tua lại lại một chút. à, ngược lại hả?
để xem cái cảnh khi mà ông chú đi qua cái khu vực đấy. À, ok, chúng ta cùng hiểu nhau xem nhé. rồi. Ok rồi. Ok. Đấy con bé, chân nó đi rất là sàng sàng qua hai bên này, chân nó không bình thường. Đấy, khuôn mặt. Tóc không có nhé, tóc có này một ít. À, cái view này rõ hơn, nhìn thấy được miệng rồi này. À, có miệng, nhưng mà tay của nó vẫn là vấn đề này, tay thì vẫn là hồng. Cái tay vẫn rất hồng nhá. Nhưng mà khuôn mặt thì lại nó xanh tím như vậy, nó xanh xanh đen lại. Kiểu như Ok. thiếu máu vậy, sợ vậy. Còn cái người còn ở đoạn đầu của clip này thì cái người trong gia đình mà mọc răng là tôi nghĩ nó có thể liên quan đến cái câu chuyện đầu chúng ta đã kể, đó là một người đã mất trong gia đình này mọc có cái sự khác thường Tìm ở đi. trên khuôn mặt. Có thể đây là dấu hiệu cho thấy rằng họ sẽ sắp bị ám hay là thế nào đó. Có thể Ok. là như vậy, có thể là như vậy. Đỉnh quá. Chúng của mình đang ngồi trong phòng tắt đèn ghê quá. Những người rất là vui vẻ, những người khác thì lại không có dấu hiệu gì. Chỉ có một duy nhất một người đàn ông trong gia đình này là mọc răng ra thì có khả năng là chính là người đã mất, sẽ sau này sẽ bị sẽ mất. Yeah, đó Ok. là tất cả những gì mà chứng cứ mà tôi đã có thể tìm được cho ông. Ông nghĩ gì về điều này? Thật ra thì nói về tôi là một người mà tôi không hoàn toàn tin chuyện ma quỷ. Nhưng mà xem qua những cái chứng cứ này thì cũng phải tin thật, có một phần nào Có một đấy. phần đúng không? Rất là Có một phần nào đấy nó có cái gì nó gần gợn trong người. đúng rồi. Đôi Kiểu khi mình không tin, nó chúng ta hơi bị không thần muốn quá. tin, đôi khi chúng ta không muốn tin nhưng mà nhìn thấy những cái chứng cứ, những cái câu chuyện như vậy thì nó có một cái phần nào đó để lại trong mình những cái nỗi sợ và cũng một ít cái sự tin tưởng của mình với cái vấn đề đó, với cái sự việc đó. À, thật ra là tôi tin một phần ấy. Cái đầu tiên ấy mà tôi có thể chấp nhận cho ông ấy là cái video này là video cũ, nên là cái công nghệ để có thể ghép được một cái video như này rất khó. Đúng, Đấy, chính xác. hiện tại có thể ok, nhưng mà cái thời điểm này chắc chắn là rất là khó rồi. Không thể ghép video như vậy, mà nó cũ không phải chỉ đơn giản là tại vì là một cái video kiểu ghép xong rồi làm ra cho vẻ nó cũ đi, mà Đúng video này đã được xuất hiện trên cái truyền hình vào năm đấy rồi. đúng Đấy, rồi. tức là quay vào năm đấy. Và cộng với chứng cứ là cũng đã có những cái báo cáo khác về những cái người khác ở Đài Loan, họ cũng đã từng phục kích thấy con nhỏ này và rồi thì họ gặp phải những cái vận xui xẻo. Ok, được rồi. Đấy là cái kết luận của GM về video này theo cái hướng đấy là video này có thật. Còn bây giờ này, mình sẽ cùng các bạn để phân tích cái video này theo hướng nó là không có thật để xem là cái luận cứ của mình, luận điểm của mình nó sẽ là như thế nào. Ok. Ok, ta bắt đầu nào. Ok, thì đây là đầu tiên này. Qua cái video ông vừa gửi ý, thì cái đầu tiên tôi nhận ra ấy, là cái mà tôi thể lật tẩy được cái vấn đề này. Ok. Đầu tiên nhá, là ông để ý này. Vì cái máy quay đời cũ Đúng rồi. nên là cái khuôn mặt của mọi người đi qua cái khu vực cụ thể này đều bị biến đổi. Ông nhìn thấy này, nhìn có cái đoạn này thì có thể nó rất là bình thường, và khuôn mặt của cái con bé này biến thành màu xanh và người đời trước thì vẫn màu vàng đúng không? Nhưng mà lại một chút khi đúng cái thời điểm cái người áo vàng này đi qua đấy, nhìn này, À là ông ấy cũng xanh theo, ông ấy cũng xanh theo. đây có thể là do cái nhận diện của máy quay này nó nhận diện sai màu, hoặc là do ánh sáng khiến cho cái tán màu của tán lá này nó bị ám đấy, nên là có thể khẳng định được là cái mặt của người kia. Ông để ý cái này có thể Đúng đúng rồi. là con bé này đi đằng sau đấy đúng Đúng rồi, không, đúng rồi. thì một chút là thấy được cái con bé này là khuôn mặt nó không hề biến đổi, Đúng nó rồi. cũng vẫn là màu vàng Đúng. đó. Vậy là cái khuôn mặt màu xanh thì là có thể là loại bỏ rồi nhá. Nhưng mà không, kể cả màu xanh như vậy nó vẫn không thể giải quyết được chuyện tại sao khuôn mặt con bé màu xanh như cái tay của nó lại là màu hồng. Ông có thể nhìn thấy rằng kể cả trên khung hình ấy thì cái tay của con bé vẫn có màu bình thường. Tại vì nếu như xanh thì phải xanh hết tới cùng một màu da mà, tất cả mọi thứ đều xanh chứ. Tôi không chắc, tôi nghĩ là nếu mà cái tay nó màu hồng ấy thì có thể là do cái áo của nó phản chiếu ánh sáng khiến cho cái con bàn tay của nó màu hồng. Tôi nghĩ là như vậy, có khả năng là như vậy. Tại vì cái áo này là một cái áo giống kiểu áo khoác, nó khá là to ấy. Nên là cái việc nó có thể phản chiếu ánh sáng, nó phủ ánh sáng lên khiến máy quay nhận diện sai màu là có thể. Đấy là giả thiết, tôi không chắc chắn cả. Tôi cũng Cái điểm thứ ở đúng 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 thực sự là cái ông kia cũng bị màu xanh theo thật. hai Đúng đúng rồi. Cái điểm thứ hai này mà ông nói ấy, đó là cái con bé này nhá là có cái dáng đi bất thường đúng không? Đó, thì cái này có thể thấy là đúng thật. Nhưng mà nó lại không hề chắc chắn về cái vấn đề là con đứa con gái nó đi khác thường thì có cái gì khiến nó trở thành ma không? Tại vì
bọn trẻ con ý nó hoàn toàn có thể đi một cách bất thường mà, nó thích đi nhảy chân sáo, thích đi khệnh khạng cái việc của nó. Nó thể chưa leo núi bao giờ, và nó nghĩ là đây một cái, đây cũng không phải là đoạn đường quá hiểm trở, nó giống một đoạn đường mòn hơn, nên nó đi như vậy để nghịch thì cũng không có gì kỳ lạ. Cái điều duy nhất mà tôi thấy kỳ lạ thật sự ấy, Là nó đi sau cùng. tại sao nếu đứa con gái này ở trong cái đoàn này thì thông thường với lẽ của một người lớn thông thường ấy, Đúng, chính nó sẽ xác, chính đưa xác. trẻ con đi cuối cùng Đúng, nó lại là đấy. người bám theo sau tất cả cả đoàn, mà cả đoàn thì đều không hề, tức là gia đình của những người này lại không hề đề cập đến cái vấn đề là họ có đứa con gái hay là cái gì cả, tức là họ không hề hay biết. Đó vẫn là cái điều chúng ta không thể giải quyết được, không thể làm rõ rõ lên được. Tại vì có thể ông có thể thấy là cả một đoàn này toàn là những người lớn, toàn là những người độ tuổi trung niên, ông có thể thấy kể cả người hơi hơi già nữa, đúng không? Đúng, có người Đúng là ta đi đoàn đầu, có những cái đoàn, những cái người lớn thì không thể, hiếm khi một đoàn chỉ tất cả đều là những người lớn cùng nhau đi leo núi, thế lại có thể đưa một đứa trẻ lên được. Tại vì có thể đứa trẻ sẽ không đủ sức ở leo núi đi, hay là nó có thể không đi đúng được, hoặc là cái con đường, tất con đường có đôi khi nó có thể hiểm trở thì cái đứa trẻ nó cũng khó là đi. Vậy nên là cái việc một đứa trẻ đã xuất hiện sau cùng một đoàn mà cái đoàn này không có bất cứ một chứng cứ nào về việc có một đứa trẻ, thì đó là cái điều mà rất khó để làm sáng tỏ ở đây, và tôi nghĩ là đó là những cái điều bí ẩn trong cái vụ việc lần này. thì cái đấy mình không giải quyết được, tại vì là thật sự cái này nó phải là người trong cuộc và cái Đúng người rồi. nó sống ở cái thời điểm này thì mới có thể khẳng định được cái vấn đề này. Chứ còn nếu mà chỉ để xem qua một đoạn băng mà có thể khẳng định được là đứa con gái này có trong đoàn hay không, hay là nó là một đứa ở đấy, nhưng mà nếu mà xét theo cái khía cạnh là một người không tin vào chuyện ma thì đứa con gái này cũng hoàn toàn có thể là một người dân ở vùng núi chẳng hạn, mặc dù hoặc là một cái đứa con của ai đấy ở trong cái vùng này, nó chỉ đi chơi thôi và đây là việc hàng ngày nó đi, thì cũng có thể cái trường hợp đấy xảy ra. Cũng có thể, Nhưng mà nhưng mà núi non thế này sao lại thả rông một đứa con gái đi chơi? ông không biết chứ, ở Sapa thứ thì trẻ con thứ đi nhiều, À mà thế đi à, nhiều nó khiến tiếng Anh nó bắn kinh ngư đông như tôi nhiều. ê đáng sợ vậy. Thế tức là đấy đấy là theo ý kiến của tôi, mặc dù là đúng là nó có cái thứ mà hơi hơi kỳ dị được, Đúng, đúng, vẫn thế có là đúng, nếu mà xét về ấy, thì chưa khẳng định được 100% cái vấn đề này, nó đúng vẫn rồi. có cái gì nó lợn cợn, nó bí ẩn thật đấy, nhưng mà cũng không khẳng định là con ma. Đúng Thứ rồi. hai, về cái đoạn video mà ông vừa nói lúc nãy ấy, là cái đoạn mà cái người kia mọc nanh ấy, thì qua một cái hồi tìm hiểu thì mình lại tìm được một cái video nó phản kháng lại chính cái luận điểm đấy. Bây giờ em, thì đây là một cái video khác mà mình tìm được một cuộc ở nhà, đây là một cái video khác mình tìm được của một nhà đài khác, họ lên tiếng phản đối về cái vấn đề này, tức là họ có những cái suy nghĩ giống mình và họ cũng đã mời một số người về để thẩm định về cái video này. Chúng ta sẽ cùng xem thử ý kiến của họ để xem ý kiến họ giống mình bao nhiêu và xem là nó có hợp lý hay không đấy. 17年前轰动全台的红衣小女孩传说，至今仍让不少人毛骨悚然。影片是一群登山客到台中大坑游玩，但离奇的是，现场多出一位没人认得的红衣小女孩。 Đấy, đây là cái câu chuyện này. Đây là một vị tiến sĩ là họ đưa ra phân định. Bình tĩnh phân tích. À, cái này giống như tôi vừa nói đúng không? Hợp lý không? Tức là có thể là lỗi từ máy quay nên nó khiến cho chúng ta có thể gặp ảo giác. À, quên không nói với các bạn, đây là cái bí ẩn này rất là nổi tiếng và nó được làm thành phim ở Đài Loan với hai phần. Tên của nó là The Tagalong, có phần 1 và phần 2. Và đây là diễn viên trong đoàn làm phim. Tí nữa thì chúng ta sẽ có một cái video reaction lại ý kiến của người trong đoàn làm phim mà bọn mình sưu tầm được. Thật, chính những cái người diễn viên này cũng rất là sợ khi mà họ làm những cái này nhá. Thật sự đấy, kiểu đó, thì đây là cái video mà mình vừa tìm được đó.
Thì trong cái video này chúng ta thấy được cái ý kiến của mình, nó có phần khá là đúng khi mà mình đã nói về cái bóng sáng nó khiến cho khuôn mặt nó biến đổi, là thực sự có thật và người ta cũng đã làm thử rồi đấy. Và thứ hai nữa là về cái răng nanh đấy thì mình cũng không khẳng định chắc chắn, nhưng mà cũng có thể là nó do là cái ảo giác và có thể là do cái video bị vỡ ấy, nên là cảm tưởng như là nó thành cái răng nanh Nhưng mà đấy. cái điều tôi thấy thú vị nhất ở đây là con bé nó, đầu nó thiếu tóc, nó chỉ có tóc ở hai bên. Người Thực ta ra là không giải quyết được vấn đề nó thiếu tóc. Thấy không? Tóc của nó giống như một cái kiểu tóc rất là lạ, thấy không? Nó cạo cạo giữa đầu thế này xong để hai bên tóc đấy. tao Nếu không như thể lấy cái mà đấy làm và nếu nó như là mà ma. kể cả không thì nói chung là đó nó gọi là gì hả? Nó là một cái luận điểm nho nhỏ để thêm vào cho cái việc mà con bé nó những có những cái điều bí ẩn. Tại vì kể ví dụ như kể cả bóng sáng thế nào nữa thì cả cái đầu sẽ bị thay đổi đúng không? Tại vì tóc nơi nào cũng đen thôi. Đúng không? Mà chỉ có giữa cái đầu là nó trắng, nó trắng sáng sáng lên vậy thôi, còn hai bên thì tóc vẫn cứ bình thường. Đó là những cái điều tôi cũng thấy nó hơi sợ sợ thật. Nhưng mà thế này này, ông nghe này. Ông biết là Việt Nam ngày xưa ấy có kiểu tóc quả đào Đúng có không? tóc, đúng có cái Thì kiểu đó. ông có thể tưởng tượng được là trong cái trường hợp này, con bé này cũng có thể để một cái kiểu tóc mà cái người dân hồi đó họ hay để cho con ở vùng núi. Thì nếu mà đấy, có thể là người ta để cho con ở vùng núi để cho nó đỡ bị vướng thế nào đấy, họ búi lên. Nên là cảm giác như vậy, hoặc là nó cũng cắt tóc kiểu quả đào như thế. Thế thôi. Còn tôi không nghĩ là nó có cái gì đấy có thể khẳng định được, mặc dù là đương nhiên là sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều là cái rõ ràng rồi. Đấy là cái Đúng, lời giải chính xác. thích về cái việc là cái búi tóc hay là không, về cái tóc không có. Ok. Ok, có lẽ là video này hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Ý kiến của các bạn như thế nào? Liệu cái câu chuyện này là thật hay là giả? Hãy comment ở phía dưới cho bọn mình biết là team JG hay team GM. Dù là team ai thì link kênh của GM sẽ để dưới mô tả, các bạn muốn để đăng ký các bạn có thể bấm vào đó. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại lần sau. Mình là JG, xin đừng quên lại một like của mình nữa. Tạm biệt Bye nhé, bye. tạm biệt ông nhé, tạm biệt mọi người nhé, tạm biệt hết nhé.